Chắc hẳn trong các bạn không ít người đã từng tưởng tượng đời mình sẽ diễn ra như game. Chưa chắc đã ngon lành đâu nhá. Hỏi thằng Scott mà xem. Scott Pilgrim, 22 tuổi, không có việc làm. Sống chung nhà với ông bạn thân đồng tính Wallace. Scott đang là người chơi bass cho một ban nhạc indie. Nhưng họ thì không được ngọt hay là chili cho lắm. Ban nhạc có Scott đánh bass, Kim chơi trống, Stephen hát chính. Còn Neil thì làm bình vôi. Chuyện là Scott vừa mới cưa được một em cấp 3, Knives Joe. Danh sách những người phản đối chuyện này khá là ngắn, tất cả mọi người. Nhưng mà thôi thì Scott vẫn chưa làm gì có nguy cơ đi tù. Một buổi tối nọ, Scott mơ thấy cậu đang đứng một mình giữa hoang mạc và chuẩn bị gục xuống. Thì Scott thấy một cô gái lạ lướt qua. Scott giật mình tỉnh dậy, đánh thức cả Wallace và bạn trai. Scott đến thư viện với Knives, nhưng khi vừa mới mang sách ra quầy để mượn về, thì Scott gặp đúng cô gái trong mơ vừa rồi. Không cần nói cũng biết, Scott thẫn thờ từ đấy đến tận tối. Các bạn bảo liệu bạn gái Scott có làm cậu mất tập trung không? Thì Scott ngớ người mất mấy giây mới nhớ ra Knives đang ở đó. Sau buổi tập như không tập, Stephen kéo cả bọn đến dự tiệc ở nhà bạn gái cũ của anh. Scott chán, tìm người để nói chuyện. Cậu tìm đến ông anh quan hệ rộng thì biết cô gái ban sáng đang ở đây, nên chạy bổ đi tìm. Đây là Ramona, cô đang đứng một mình một góc. Scott đến bắt chuyện nhưng lắp ba lắp bắp, khiến cho cả hai trở nên khó xử. Ramona bỏ đi, còn Scott thì hỏi lên hỏi xuống xem ai có biết gì về cô gái này không. Không ai biết gì nhiều lắm, cơ mà cũng đủ biết Scott không có cửa. Julie, bạn gái cũ của Stephen, cấm Scott lén phén lại gần Ramona. Vì đó giờ mọi cuộc tình của Scott đều kết thúc đầy bất ổn, kể cả với Kim. Scott về nhà trong trạng thái mơ hồ. Cậu báo với Wallace rằng mình vừa mới gặp cô gái trong mơ ngoài đời. Thì Wallace xì đều với em gái Scott rằng là Scott định bắt cá hai tay. Tất nhiên là Scott chối. Sáng hôm sau, cậu mượn máy tính Wallace đặt hàng Shopee thì nhận được email của một thằng lạ mặt nào đó. Scott chỉ đọc lướt qua rồi xóa luôn. Từ ngày hôm ấy, Scott trở nên thờ ơ. Có vẻ như cậu đã chán đi với em gái 17 tuổi. Tối hôm đó, Stephen báo với cả ban nhạc rằng anh đã tìm được một show diễn để họ trổ tài. Có thể là sẽ còn ký được cả hợp đồng với cả G-Man, nhà sản xuất siêu VIP Pro. Stephen nói đây có thể chính là cơ hội để cả nhóm đổi đời. Đêm khuya, Scott lại mơ thấy Ramona. Cơ mà điều lạ lùng là đến sáng tỉnh dậy thì cậu lại gặp chính cô. Đến giao kiện hàng mà Scott đặt ngày hôm trước. Cao thủ không bằng tranh thủ. Scott rủ Ramona tối đi chơi. Buổi tối, hai người vừa đi dạo vừa tâm sự. Ramona nói cô chuyển nhà từ Mẽo sang Canada để bắt đầu một cuộc sống mới, bỏ qua quá khứ phía sau. Có lẽ vẻ khờ khạo của Scott đã làm Ramona mềm lòng để cô mở cửa trái tim mùa đông. Hai người về lại nhà Ramona uống chút trà. Vì cậu kêu lạnh nên cô nói sẽ cho mượn một cái chăn để đắp. Chờ mãi chả thấy chăn đâu. Scott vô tình bước vào lúc Ramona đang thay đồ. Scott không thấy lạnh nữa. Vì rõ là Ramona rất là nóng bỏng. Hai người chuẩn bị mở combat thì Ramona đổi ý. Nhưng mà lâu lắm rồi không có vitamin gái nên ôm Ramona đi ngủ như này thôi cũng thoải mái lắm rồi. Sáng hôm sau, Scott xin được số của Ramona và rủ cô đi xem ban nhạc của cậu chạy show. Tất nhiên là Knives cũng ở đây, nên mọi chuyện bắt đầu khó xử. Scott vẫn chưa dứt khoát với cô bé, cậu đánh bài chuồn và trốn cạnh ban nhạc chờ đến lượt. Ban đầu tiên chơi nhạc căng cực, làm Stephen phát hỏa, Scott cũng hỏa. Nhưng mà vì trên khán đài thì Knives đang bắt chuyện với Ramona, cả bọn phải chơi nhạc ngay. Knives thấy Scott đánh đàn thì mê quá ngất luôn. Cả đám đang phiêu thì có thằng từ trên mái nhà đâm xuống, đòi đấm bỏ mẹ Scott. Scott đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng buộc phải tiếp chiêu. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả các bạn, bố ai biết được cái thằng nhìn như cựu nhi đồng là Scott lại đấm nhau cháy thế. Thằng kia giới thiệu nó là Matthew Patel, người yêu cũ đầu tiên của Ramona, đến đây để tính sổ với Scott. Hóa ra cái email ngày hôm đó là của thằng này gửi Scott để thách đấu. Trận chiến hết sức cân kèo cho đến khi Matthew dở tuyệt chiêu. Hóa ra hắn là một người chơi hệ phép, lửa bắn tứ tung, thiêu chết cả ban nhạc chơi trước band của Scott. Scott chuyển sang chơi hệ ám khí, ném cho Matthew dụng như sung, rồi làm một đấm kết liễu. Matthew tan thành vài đồng bạc lẻ. Ramona kéo Scott đi mất, trong khi chủ trò tuyên bố ban nhạc của cậu thắng. Đơn giản vì đối thủ giờ xám màu rồi còn đâu. Trên chuyến xe buýt về nhà, Ramona giải thích với Scott rằng nếu cậu muốn tiếp tục hẹn hò, cậu rất có thể sẽ phải đánh bại tất cả 7 người yêu cũ xấu xa của cô. Scott bảo Wallace cậu sẽ mời Ramona về ăn tối. Wallace bắt Scott dứt khoát với Knives, không thì anh sẽ xì đều chuyện này với Ramona. Scott đi gặp cô bé để nói lời chia tay. Đến tối, Ramona đến chỗ tập nhạc để cùng Scott đi về nhà. Wallace rời đi để không làm kỳ đà cản mũi, thì Scott đột nhiên bồn chồn rồi nhụt chí. 30 phút sau nữa, Scott ngồi đánh đàn cho Ramona nghe. Cô sờ lên tóc Scott, làm cậu nhớ lại quá khứ đau thương cắt tóc 30 size rồi bị bổ đá. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh cưỡng chế. Scott đội mũ để che tóc rồi rủ Ramona đi tìm Wallace. Loạng quạng thế nào gặp luôn thằng bồ cũ thứ hai, Lucas Lee. Hắn đang là sao hạng A vô cùng nổi tiếng. Năm nay tính đi tranh giải Oscar, Scott bị đám diễn viên đóng thế hội đồng. Một cuộc hỗn chiến nổ ra. Tất nhiên là Scott vẫn thắng vì lý do khó hiểu nào đó. Lucas Lee lao vào Scott, nhưng sau khi một mình cân cả chục thằng thì cậu đâu còn đủ sức múa nữa. Lucas đấm Scott như con. Thôi thì không thắng được bằng sức thì dùng mưu thôi. Scott kích đểu Lucas trượt ván trên lan can xuống dốc. Thế mà thằng ngu đấy nghe lời rồi lao xuống gãy cổ chết. Nhưng ngay khi quay lại thì Ramona đã bỏ đi. Hôm sau, Scott gọi cho Ramona. Dù không phải là 3 giờ sáng, nhưng cô cũng không nhấc máy. Người ta còn phải đi làm nữa kìa. Scott suy sụp, nhưng được Wallace động viên. Đúng lúc ấy thì điện thoại reo, cơ mà không phải là người Scott đang chờ đợi, mà là bạn gái cũ của cũ gọi đến.
Điều này khiến Scott vô cùng hoang mang, cứ nghĩ ngợi mãi hết từ bạn gái cũ của mình đến bạn trai cũ của Ramona. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Scott bị một đứa con gái chặn đầu đánh. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con kia bấm nút biến. Scott đi uống cà phê giải tỏa, đang ngỡ ngàng thì gặp được Ramona. Cô xin lỗi vì đã bỏ đi đêm hôm trước. Hai người đang định tâm sự làm hòa thì cái đứa đá Scott ngày xưa xuất hiện. Cô ta chính là Envy Adam. Envy kêu Scott hãy đến nghe cô ta hát, nhưng tất nhiên là cậu từ chối. Ramona và Scott vừa đi vừa tâm sự. Cậu kể lại với cô chuyện mình bị Envy lừa dối. Ramona rủ Scott về nhà chơi. Ở một diễn biến khác, Scott bị bạn trai Wallace chửi là bê đê vì mãi chưa làm gì Ramona. Đéo thể nào nhục hơn, cậu Akai bảo sẽ không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nhưng trong cái khó lại gặp cái eo, Stephen báo ban nhạc của cả bọn sẽ phải mở màn đêm diễn của Envy ở Toronto. Dù không vui lắm nhưng Scott vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Knives nhìn Scott và Ramona vô cùng khó chịu. Cô phát điên, nhuộm tóc highlight giống màu của Ramona, đi chơi với Neil xem có làm cậu ghen không. Tất nhiên là Scott mải lo hết chuyện Ramona đến chuyện Envy, thì làm gì có tâm trí để ý đến Knives. Trùng hợp thay, lúc này thì Scott biết rằng Todd, bạn trai mới của Envy, chính là thằng bồ cũ thứ ba. Sau buổi diễn, Envy mời tất cả mọi người vào hậu trường nói chuyện, phòng nghỉ căng như dây đàn. Nói chuyện một lúc thì Knives bị Todd đấm cho bay cả màu tóc. Scott nổi điên, định quay ra đánh trả, thì bị hắn sử dụng dị năng khống chế. Envy tiết lộ Todd là người ăn chay, thì có siêu năng lực. Rõ là Scott ăn đập thay bữa tối, vì làm sao cậu có thể chơi được với thằng chả khác gì siêu nhân. Đánh nhau không được, Scott chuyển sang đánh đàn. Nhưng thằng kia học thanh nhạc với Tùng Dương, siêu VIP. Scott bầm dập, nhưng trước khi bị last hit, cậu bảo Todd cho mình uống tí cà phê chăn chối. Todd vạch mặt Scott vì hắn đã dùng dị năng đọc suy nghĩ rằng cậu đang cố lừa Todd uống sữa, phá vỡ giới luật ăn chay, nên hắn sẽ uống cốc mà Scott cầm ở tay bên kia. Bất ngờ cốc đó mới là cốc mà Scott đã đổ sữa vào. Cậu chỉ đang tập trung tưởng tượng vào cốc bên kia mà thôi. Todd bị cảnh sát ăn chay bắt, bị bắn tia thu hồi năng lực. Chỉ chờ có thế, Scott cụp đầu Todd làm hắn tan thành tiền lẻ. Việc hơi tí lại suýt bị đánh chết khiến Scott cau có, đâm ra bất đồng với Ramona. Chưa kịp giảng hòa thì Scott bị đập cho nổ đau đó mắt bởi đứa con gái hôm trước gặp trên đường. Cơ mà lần này sau khi nhìn con kia và Ramona nói chuyện, cậu đã hiểu ra vì sao Ramona nói là người yêu cũ xấu xa. Đây là Roxy, người yêu cũ xấu xa thứ tư của Ramona. Ramona đỡ đòn cho Scott, giao chiến với Roxy trước. Nhưng luật là Scott phải tự tay đánh người yêu cũ của Ramona. Dù cậu ta không muốn đánh nhau với con gái đi nữa, Ramona điều khiển Scott đánh con kia, y như phim Jackie Chan. Được một lúc thì Roxy tách hai người ra, định dẫm vỡ đầu Scott. Ramona tiết lộ cho Scott rằng điểm yếu của Roxy nằm ở sau gối. Cậu vươn một ngón tay lên chạm vào chỗ đó, làm Roxy gục xuống, rên lên rồi cũng tan thành một đống sẻng. Tâm trạng của Scott lại trùng xuống tiếp, nên cậu cư xử như một thằng lỗ đít với Ramona. Dễ hiểu thôi, mới mấy ngày mà chết hụt không biết bao nhiêu lần. Nhưng điều đó có vẻ đã làm Ramona tổn thương ít nhiều, khiến cô quay đầu bỏ đi. Trước khi đi, Ramona gửi lại cho Scott một bảng danh sách người yêu cũ của cô. Sau Roxy là đến cặp anh em sinh đôi, Kai, CM và Jack. Trùng hợp thay, hai anh em nhà đó cũng sẽ đánh nhạc trong đêm diễn tiếp theo. Cả hai nhóm sẽ cùng lên nhạc một lúc xem ai hay hơn. Nhưng như thế thì chẳng phải là đứa nào loa to hơn thì sẽ thắng à? Khi cả nhóm đang chuẩn bị thì Kim chỉ cho Scott, Ramona đang ở đây, cạnh một thằng trai bảnh lạ mặt. Trận loa chiến bắt đầu. Dĩ nhiên là ban nhạc của Scott bị áp đảo với công suất. Hai anh em nhà kia múa như rồng lộn theo nghĩa đen, đẩy Scott và anh em bay tứ tung. Stephen phát hoảng, bảo Gideon đang ở dưới kia xem, nên xấu mặt thế này là ôn lằn. Sự thật sáng tỏ là Gideon, hay nhà sản xuất VIP Pro, chính là người yêu cũ cuối cùng của Ramona. Hắn ta đang hôn tay Ramona, nhìn Scott một cách khiêu khích. Scott bùng lổ, tiếp tục múa chữ múa nhạc. Sức mạnh tình bạn của họ hóa thành một con người tuyết, vặn cổ hai con rồng của anh em KICM Jack, rồi ném xuống đè hai thằng tan nát. Chuỗi kết liễu 6 người yêu cũ thưởng cho Scott thêm một mạng. Không biết để làm gì nhưng cứ nhặt trước. Scott đuổi kịp Ramona ngoài vỉa hè, nhưng chưa kịp chút hết bầu tâm sự thì Ramona đã nói cô muốn chia tay để quay lại với Gideon. Vừa lúc đấy thì Gideon xuất hiện, hắn muốn ký hợp đồng với cả bọn. Tất nhiên là Scott không thích của bố thí từ bạn trai cũ của người yêu. Scott rời khỏi ban nhạc, tất cả mọi người đi hết, để lại Scott một mình cay cú say lẫn thẫn thờ. Cậu tâm sự với em gái, được cô động viên, nhưng làm sao Scott có thể vui luôn lúc ấy được. Khi trở về nhà, Scott vừa tâm sự với Wallace thì bị Gideon gọi điện để khiêu khích. Wallace thấy thế bơm đều luôn. Chơi luôn, mày sợ nó à? Scott chạy đến thách đấu với Gideon. Cậu có được sức mạnh tình yêu, một thanh kiếm rực cháy, nhưng tất nhiên là sức mạnh tình yêu thắng thế đéo nào được sức mạnh bạo lực. Chưa kịp định thần thì Knives từ đâu xuất hiện, dùng hai con mã tấu chém Ramona. Cậu chạy lên định giảng hòa, chưa kịp giải thích tình hình thì Scott đã bị Gideon xiên chết. Scott tỉnh lại ở cõi chết. Ở đây Ramona xin lỗi Scott vì đã làm cậu vướng vào những chuyện lôi thôi. Scott phát hiện ra con chip điều khiển tâm trí mà Gideon đã cấy vào sau gáy Ramona. Ramona nói đáng ra cậu chỉ nên chiến đấu vì bản thân thôi. Thì biết trước đã giàu, Scott đã có thể làm được điều gì đó và không chết. Cơ mà... nhớ lúc Scott hạ gục hai anh em sinh đôi chứ. Cậu ta được bonus thêm một mạng cơ mà. Scott chưa chết hẳn đâu. Cậu tua ngược thời gian về trước lúc đánh Gideon. Đánh boss lần thứ hai như một người chơi đả show chính hiệu. Lần này thì Scott giảng hòa với ban nhạc.
xin lỗi Kim vì chuyện ngày xưa, rồi tiếp tục đòn đánh ghi điền. Lần này cậu không thách đấu ghi điền vì tình yêu nữa, mà thách đấu vì danh dự bản thân. Scott nhận được thanh kiếm mạnh hơn, chém dụng được ghi điền. Rồi lần này thì Knives đến, đạp Ramona xuống sàn, làm chập mạch con chip điều khiển của ghi điền. Scott tự thú rằng mình đã từng bắt cá hai tay, nhưng cậu đã thay đổi. Mong cả Knives lẫn Ramona tha thứ. Chưa kịp giảng hòa xong thì ghi điền đã trở lại. Vì làm đếch gì chung cuối lại chỉ có một thanh máu. Lần này thì Scott đã có Knives trợ giúp, nhưng vẫn bị Gideon bán hành. Trong lúc thắng thế, Gideon quay lại vuốt ve Ramona, nhưng lại bị cô cho chim đi bán muối. Hắn đá cô xuống sàn, nhưng rồi bị Scott và Knives nhân cơ hội combo đến chết. Chưa kịp chăn chối thì Scott đá tung, cả quán bar bùng nổ thành một cơn mưa đồng xẻng. Scott đã chiến thắng. Họ vừa định ra về thì thấy kẻ thù mới đéo biết từ đâu ra. Scott what if, Overlord từng win nói. Scott bảo hai cô gái cậu cần solo trận này. Cứ mà bất ngờ chưa, Scott what if lại là một người vô cùng tử tế. Nếu hiểu bạn phải lỗ đít thế nào mà what if của bạn lại thành người tử tế được. Ramona bỏ đi, để Scott lại với Knives. Nhưng Knives lại đẩy Scott đuổi theo Ramona. Cậu đuổi kịp cô, rồi cả Scott và Ramona tiến vào màn đêm, làm lại từ đầu. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Scott Pilgrim vs. The World. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.